Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Kính thưa quý vị, chương trình lễ tưởng niệm 100 ngày mất của soạn giả Viễn Châu xin được bắt đầu. Lời đầu tiên, Phạm Khanh xin gửi lời chào và cũng như là chúc mừng Mother's Day đến tất cả các bà mẹ có mặt trong chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là truyền thống lâu đời của người Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay, tất cả chúng ta tề tụ có mặt hôm nay, thứ nhất là để tưởng niệm 100 ngày mất của soạn giả Viễn Châu, và cũng còn mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là tri ân người nghệ sĩ, người tiền bối, người đã có công khai sinh ra thể loại cải lương tân cổ giao duyên. Một lần nữa, Phạm Khanh xin chào mừng tất cả quý vị quan khách, tất cả các anh chị em nghệ sĩ, cũng như là tất cả khán giả có mặt trong hội trường Việt Báo hôm nay. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Tiếp theo, đó là lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam. Quốc ca quốc gia Việt Nam bắt đầu. Này công dân ơi, đừng nghe đặt lời sống vui. Đoàn lập cùng đi, 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 tiếp duy thân số. Vì tương lai quốc dân cùng sống và khói tên làm cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thành phơi trên phương xa, thủ nước lấy máu đào nghề bao, loài sông lục biển phải gần giải nghĩa, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho con người vang tiếng mây nước Nam cho đến mùa. Phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tổ tiên Việt Nam, những người đã có công gây dựng nên một dãy giang sơn gấm vóc. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh. Phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng vạn đồng bào, thuyền nhân đã bỏ mình nơi biển cả mênh mông trên đường tìm đến tự do. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các vị tổ nghiệp cải lương, các vị tiền bối, những nghệ sĩ đã khuất. Và hôm nay, đặc biệt, phút mặc niệm còn dành để tưởng niệm và cầu nguyện cho hương hồn nhạc sĩ, soạn giả Viễn Châu. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
phút mặc niệm chấm dứt. Xin mời quý vị an tọa. Kính thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình lễ tưởng niệm cố nhạc sĩ Soạn Giả Viễn Châu ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu thành phần quan khách đến tham dự cùng với chúng ta. Quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt có sự hiện diện của soạn giả Yên Lan, soạn giả Trần Văn Hương, giáo sư Trần Văn Chi và cũng như là giáo sư Nguyễn Thanh Giàu. Về phía các anh chị em nghệ sĩ, chúng tôi thấy có nghệ sĩ Phượng Liên, nghệ sĩ Ngọc Đáng, nghệ sĩ Phượng Mai, nghệ sĩ Bình Trang, nghệ sĩ Quỳnh Hoa, nghệ sĩ Yến Linh, nghệ sĩ Phương Hà, nghệ sĩ Thành Đạt, nghệ sĩ Thành Thái, nghệ sĩ Thanh Vũ, nghệ sĩ Thân Liêm, nghệ sĩ Tuấn Phong, nghệ sĩ Quốc Hải, nghệ sĩ Vĩnh Khang, nghệ sĩ Liên Thảo, nghệ sĩ Hữu Thọ, nghệ sĩ Minh Hùng và nghệ sĩ Thanh Hiền. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, để có được chương trình ngày hôm nay, chúng ta không thể nào quên sự hiện diện đặc biệt của hai người đã làm lên chương trình lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Xin mời cho một tràng pháo tay cho trưởng đoàn nghệ thuật sân khấu Mang Lang chị Mai Trân và hội trưởng hội ái hữu nghệ sĩ hải ngoại anh Dũng Nguyễn. Và thưa quý vị, có thể nói sẽ không có được những chương trình quy tụ rất là đông các anh chị em nghệ sĩ và soạn giả tại hải ngoại này nếu không có sự đóng góp rất lớn của hội ái hữu nghệ sĩ hải ngoại, đứng đầu là anh Dũng Nguyễn, và được sự tiếp sức của những vị tiền bối tâm huyết với nghề như là giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, giáo sư Trần Quang Chi, soạn giả Yên Lan cũng như là soạn giả Trần Văn Hương. Và trên thân đằng đó, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón sự phát biểu của anh Dũng Nguyễn, hội trưởng hội ái hữu nghệ sĩ hải ngoại. Kính thưa quý vị và quan khách, kính thưa các thầy và các nghệ sĩ, thật sự là một người hội trưởng thì Dũng cũng thấy cũng hơi hổ thẹn, tại vì mình không phải là một người nghệ sĩ nào hết. Thì cái trường hợp này nó rất là ngẫu nhiên, là Dũng bước chân theo cái người ba đã từng có thành phần muốn đóng góp, muốn duy trì các thành phần về cổ nhạc. Và với sự hướng dẫn của các thầy, các anh chị, anh em nghệ sĩ, thì Dũng đã đóng một cái vai trò là thế hệ 2, và hy vọng mình có thể khả năng để mình có thể duy trì một cái văn hóa rất là đẹp, rất là tuyệt vời, và mình có thể truyền lại cho các anh chị em, các con cháu chúng ta trong tương lai. Thì hy vọng trong tương lai cái chương trình cổ nhạc nó sẽ không mất với những cái thế hệ trẻ sau này. Dũng và hội ái hữu nghệ sĩ xin gửi đến lời chào hân hoan nhất, và cũng xin kính chúc cho các người mẹ một lễ Mother Day rất là vui vẻ và ấm cúng với gia đình. Kính thưa quý vị, hội ái hữu nghệ sĩ xin nói chào quý vị đến lễ cúng tuần 100 ngày của nhạc sĩ soạn giả Viễn Châu, một người nghệ sĩ đa tài đóng góp cho chúng ta nền cổ nhạc. Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã đến và tham dự lễ của chú soạn giả và nghệ sĩ Viễn Châu hôm nay. Cũng không quên cảm ơn những nhà bảo trợ cũng như là Sài Gòn Bakery đã mang đến cho chúng ta những ổ bánh mì chả lụa rất là ngon, công ty thực phẩm Tây Hồ, chợ Sài Gòn City Marketplace, và đặc biệt cảm ơn chị Cô Kim và cô Bích Thuận của Hội Phật giáo Hòa Hảo đã mang đến cho chúng ta những hộp xôi, hộp bánh rất là ngon lành cho hôm nay. Và cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc quý vị một buổi trưa thưởng thức nhạc của soạn giả và nghệ sĩ của chú Viễn Châu, và xin
xin hy vọng những cái soạn giả của chú được vĩnh viễn ở trong những cái tấm lòng của chúng những người yêu mến về cổ nhạc. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình cổ nhạc Vân Lan.